Xin chào cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với nhà hàng trên sông của Nét Quê. Chiều nay mấy anh em với chú cháu đi lặn hến về ăn cơm chiều. Dạ, bây giờ thì chú Hai đang cầm cái vợt để đẩy hến nè. Ở trên đây thì chú Năm sẽ lựa. Có lý không chú Hai? Có hết. Có không? Ví dụ như chỗ này mà không có hến thì giờ mấy chú cháu sẽ chạy ra chỗ khác nữa. Có dẹm không? Có luôn. Dạ. Hết là dẹm luôn. Cái này là mới có một hơi của chú Hai thôi nè. Dài hơi là không thích ăn. Cũng được hết anh đây. Đó. Lên thật lên đó, thôi đã. Cái nước như vậy là mình lặn hến là đúng sách luôn đó chú Hai. Tại vì nước cạn chứ không có lớn. Đưa thay qua chú Năm ơi. Mập hay không mà chút nữa mình giới mình mới biết được. Cái vợt này lâu năm lắm mà nè, vợt này theo chú Hai có chục năm mà nè. Cái này là bằng cái niệm xe Honda. Dạ, niệm xe đạp chứ. Ừ, xe đạp. Dạ. Cái này mình mua sắt quê, cái gì mình làm. Cái này nó bị gãy, cái này nó không có gãy. Con thấy là cái vợt đầy hến này lúc nào cũng có trên ghe chú Hai chứ. Ừ, thì chú Hai thèm thèm mà chú Hai nhảy chúng ta lặn. Cái đó lặn bán sống của nó. Hết hồn chưa? Phải đưa tay lên trước vậy anh đây. Lỡ trúng xuồng nha. Ừ. Này cầm này nặng chết rồi. Chờ qua xong đi. Cái sắn ngút. Sắn ngút ngút rồi cái nó lợp dưới cấp con lặn được. Vừa bơi mà vừa kè theo chiếc ghe nữa. Cái kè lục bình rồi, tối nay kế chết luôn. Thì là mình về đi tiếp nữa. Ừ. Phía trước cái nhà đang thấy là cây trăm bồng nè. Lần trước mình nhắc giờ thấy rồi nè chú Hai. Quá chừng bự luôn. Sau khi di chuyển qua đây rồi bây giờ chú Hai kéo chiếc xuồng lại qua bên kia. Mình dời lại xích xuống gần đây chút xíu. Kéo tới kéo lui hơi bị mệt ha. Chục bệnh chứ xuồng bự nặng. Có không đây? Giờ giữa sông rồi.
mấy cái hơi này nó mệt hơn mấy hơi đầu ha. Bư quá sình vô quá trời. Có rồi đó. Này mình biết bãi nào có hay không là mình đi mình đạp chân là biết liền. Nhám. Này lặng dạng cái mấy chú cháu mình ngâm chanh với lại ớt. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ là mình bắt đầu vớt được rồi. Cái này con không ngâm cũng được, con không ngâm cái con vớt. Là mình phải rửa, rửa bằng nước hến lại. Rửa bằng nước hến lại. Ừ. Cũng có nhưng mà ít số lượng vậy mà bắt chuối nhiều hơn. Khi mà lặn cũng cực rồi, mà mình ngồi mình lựa ra cũng cực nữa. Lặn khỏe lên thấy lựa vậy thấy thấy là nản. hơi bị nản hả? Mà mình ăn cũng cực nữa nha. Hồi đó mẹ em cho em lặn ngon lắm, có cái xệ cái sạn á. Sạn cái nó rớt cho ha. Giống như chú hai nói, con nào nhỏ thì bán cho vịt, còn con nào bự thì bán cho người. Mấy con này cho vịt ăn. Mấy con vịt ăn cái này chứ mau mập lắm. Mau. Đúng rồi. Bổ sung nhiều chất á. Chú hai thì tuốt đằng kia. Gán giật nữa là đủ rồi chú hai ơi. Ở nhà thì mình còn tép nữa anh đây. Dạ. Sáng thì có chừa tép để nó chiều nay mình kho ăn. Tháng bự không biết ruột nó bự không. Nói về mà lặn hến thì chỉ có chú hai là có kinh nghiệm là nhiều nhất rồi trong cái nhóm này. Lặn cái vợt nào vợt đấy là chất lượng. Lặn cái này mà con lội cho nãy có cát là lụm à. Dạ. Đây. Rồi vậy đó là mình sẽ sớm mình lượng cái là đủ buổi chiều rồi. Đủ không đủ gì cũng nhiêu đây ha. Hôm chú hai nói cái đường Mỹ Thiện là còn nhiều hơn nữa không? Mỹ Thiện dữ lắm. Hôm nay thì mình đặt ở chỗ xa, rất là xa luôn. Chỗ này thấy đường cũng êm nhưng mà lục bình nhiều quá. Mấy cái này có cây có đồ nè, con nó mấy có cái nước nhiều quá. Hai chiếc ghe của anh Đen với lại chú Năm đang đậu phía trước. Đâu con đưa lại đây cho. Nào hến pin nó bắt toàn là bự bự không nè. Thấy không? Đổ vô luôn nha pin. Pin đổ vô luôn nha. Ha. Con nuôi nó hay là bây giờ đổ vô để chút nữa nấu ăn. Dễ gì mà nó cho đổ vô. Mỗi lần tắm là bắt nhiêu hến vậy đó. Hến với dẹm. Vậy mà nó mò mò dưới nó bắt được hay ha. Mấy con em nó cạn. Dạ. Dạ. Ba ông bà ốc bá. Gì? Ba ông bà ốc bá. Không nghe được cái ngôn ngữ. Cái xiên chút vậy cái này ăn này khó mua ha. Mua vào ngoài chợ không biết nhiêu lít không? Chợ hến còn mua không? Có ngày thì không sao mặt. Chắc em nghi cỡ 15 ngàn lít đăng ký. Lúc trước là em mua thì khoảng chừng 13 hoặc 14 ngàn lít.
Còn bây giờ là đang là trong cái thời tiết lạnh nè, cho nên là ở quê mình ít cây làng hến để đi bán. Nhiều khi những cái chợ nhỏ nhỏ là cũng không có bán luôn nè. Lạnh nữa, lạnh quá, lạnh đâu nổi. Dạ. Này lựa xong cái chú hai chú năm rồi uống bình trà, đợi khoảng chừng tiếng nữa là bắt đầu là mình dứt hến được rồi đó. Được rồi, cái năm anh thua ngâm hết tôi tắm ha. Anh đây không biết chiều nay món này vô hệ không nữa. Vì chơi lâu lâu ăn hến ngon lắm á. Quá chừng rồi, gác rồi chuối rồi lục bình. Cái này là tối nay mà nó vô vớn một cái rồi hơi bị mệt nữa. Không, cái này mà có ghe chạy là mới mệt, cái này không có ghe chạy thì đỡ khổ một chút. Có ghe thì nó tấp vô vớn mình ha. Sợ nhất là cái này nè, bả lục bình vô là thôi mà vũ không đi. Quậy đó vậy đó. Dạ. Ngồi khóc. Ok chưa chú Nam? Ok. Dạ. Yeah. Rồi vậy chứ không, cũng không có hết bụng đâu. Dễ gì hết nổi. Mình vớt rồi. Mình vớt rồi mình để lắng nước xuống rồi mình rửa. Chết nhiều. Chết hả? Ra đi. Kinh nghiệm mà để biết con hến chết hay không, mình đổ vô nước cái nó nổi lên biết không? Mình quậy lên cái hồi nổi lên. Văng nha. Xem có nhiều tép. Có hai tép bự để cho con pin nè. Trong cái nồi nước dưới hến này thì chú hai để một ít muối vào nha cả nhà. Giờ mình sẽ đun cho nó sôi rồi mình bắt đầu vớt. Còn phía bên đây thì chú Năm với anh em thì đang cắt tép. Tép này thì mình cắt bỏ cái gâu nữa. Tép này nè ở với em. Những con tép mũi, tép nhỏ hơn thì mình để gâu mình ăn luôn. Đó em đặt nhiều lắm nè, cái em kêu vợ gan mặn mặn cái uống trà cũng được nữa hả? À, để nguyên gâu luôn nè. Đó, còn tí mỡ thơm mỡ đàng hoàng, cái con gan uống nước trà thầy luôn. Đi ăn này không đi? Nội cho ăn nè. Đây cái con lột rồi nè. Nè, mấy cái hộp đỏ nó trong rồi nè. Rồi, mình nhét vô trái chuối cho dê cho đồ ăn. Nít, người lớn ăn cũng được đó. Con pin xài tay xinh kìa. Ông nội cho hộp nè. Cho nó ăn đi cho nó sổ. Tốt. Ngọt. Đâu cho con thử hộp ăn chưa? Anh Nhật đó là chưa ăn này đâu. Chưa. Nuốt luôn á, đừng có nhai. Nhai đắng hả? Ừ, nhai nó nhẫn nhẫn. Ông nội cho pin hộp chim bầu. Nuốt được á. Nuốt được á. Nuốt ra. Ngon, ngọt ngọt. Nuốt đi. Kẹo á. Nè, nội ăn nè, nè. Nuốt vô. Nè, bác Nhật ăn nè. Ngọt quá à. Ngon hơn kẹo nữa. Hột này là sổ như cho dê, cho thỏ đồ hay lắm. Nít cũng hồi đó cho nít chuyên gia ăn nít như chú hai là uống này thường luôn nè. Đó đâu có thuốc mà ăn. Đó đâu có sổ lãi sổ gì. Lấy cái này sổ không nè. Sổ dung, sổ đồ nó sổ hay lắm. Tự nhiên là trước mình mới nhắc cái hộp châm bầu, cái lần này mình đi đặt thấy nó liền hả? Không, em bình thường rồi, em đặt gặp quái vậy. Như cà na, rồi bình bát, rồi... Đường này cà na dữ lắm luôn à. Đáng nhóc kìa. Nhưng mà giờ hết mùa rồi. Ở phía bên kia có con cây kìa. Không, cà na đó là đắng nè, cà na đằng kia kìa. Nãy mình gặp em. Đắng. Em phải đang là mùa cà na, bữa nay mình có mồi nữa. Không có cà có mà có cà na non. Dạ, tính ra mấy chú cháu mình gặp nhau là hai mùa cà na. Tép mà cỡ cỡ này nè, mình làm mắm tép á. Cái mình trộn với đu đủ. Hến mập quá đó. Biên ăn hến chào. Để nghe gì vậy? Lát mình ăn lát ha. Lát chị lụm cho con ăn ha. Chèo bàn. Giết ngược. Nước ít quá. Nước quá à. Dạ, yeah, mình phải thêm miếng nước nữa để hồi mình nấu canh ăn. Nó cũng mập quá đó. Cũng tương đối mập thôi chứ không gọi là mập đâu. Được thôi. Sao đây anh mót cho bên ăn nè. Em thử con này có béo không? Cái này nước mà dắt bánh hành lên ha. Ồ, rất là ngọt luôn. Cái này bữa nào mình ấy một bữa. Nước bánh hành này. À, mình rất bắt dẹm mình là làm mà bữa mình ăn bữa nữa lâu quá lâu ăn dẹm rồi đó. Dẹm với hến mình làm lẩu á
Hôm qua. Âm ham ơi, giỏi quá. Bán gì em có pin đâu rồi? Tụi nó để dành ha. Nó không chạy dớt. Với cái mẻ thứ hai nước nó bắt đầu đục lên rồi. Biết gì trong đây không đây? Bùn không? Vậy chứ hồi mình để hồi lắng xuống chưa? Mình làm qua để chắc con to rồi. Vô đi con. Đại chú đi hầy. Công đoạn tiếp theo là chú Hai sẽ để qua cho chú Năm mót lại. Chú Năm thì hồi nãy lựa hến, bây giờ là chú Năm mót hến. Khó mà có nhiều quá. Tự nhiên thèm hến chỉ cho cực khổ hả chú Hai? Cá dưới ghe nhóc con ăn giờ đi lặn hến ăn chơi. Vậy chứ con đổi món thì con ăn mới ngon. Hến này thờ lâu rồi kho chứ con cá ăn đâu có ngon bằng con hến. Chú Hai nghĩ người ta mắc cừ hồi đó vụ hến mà. Chú Hai đi lặn về cái chú Hai đi tắm rửa thay đồ cái kêu chú Hai mẹ nấu. Còn ở chung với ba mẹ. Chú Hai lặn cho một thao vậy nãy vậy lấy cái nồi bự cái đổ vô hết trơn không nấu. Không biết hả? Nó có biết đâu, tôi đi ra tôi nó gọi chết luôn rồi. Nó ở với em nấu vậy không đó, tôi nói trời. Rồi bu nhau mà lựa thôi. Vớt này quan trọng nhất là nước phải sôi, giữ lên. Sôi bừng bừng. Với lại mình theo kinh nghiệm dân gian thì mình để vài hạt muối vô. Ừ. Hết hồi trước nữa là thời mẹ với chú Năm là đâu có vụ mà vớt này. Dạ. Nấu toàn là lựa không. Không biết vớt á hả? Không biết chứ, không biết vớt. Hồi cái thời xưa mà người ta chưa phát hiện nha. Nấu toàn là lựa không à. Bây giờ vớt nó khẽ màu chứ. Nóng quá Bin, nóng. Để chút nguội đi nè. Anh lựa không? Lựa tôi ấy cho anh lựa cho mẹ. Vui à. Cái chiều chăn dạng luôn đó. Rồi chú Hai để cái này xuống cho nó lắng trong lại. Kho tép trước. Chú Mai cái nhà đang thấy là chú Hai sẽ thử tỏi với lại củ hành tím. Hôm nay mình kho tép thì mình sẽ dùng mỡ heo chứ mình không có dùng dầu ăn. Heo cho béo. Chú Năm nhìn sai đắm. Tỏi nó vàng. Cái củ hành nó chưa vàng. Củ hành đâu có cần cái vàng đâu. Rồi tép vô. Tép mình đầy chảo. Ừ, mình cho thêm hến được không? Ừ, hến thêm món hến nữa. Cho con này có kia ăn ngon hơn. Ừ. Kho cái kiểu này gọi là kho mặn nha cả nhà. Kho mặn cái kiểu này ăn không có heo. Ít nước màu. Tép rồi, hai trái miếng lắm vô. Nước mắm hơi yếu rồi. Người ta coi nó cỡ nào hả? Cái này là hơi quá. Có mặn mà. Ăn cơm mà. Mình sẽ cho gia vị vô. Đường, rồi bột ngọt nữa là được rồi. Hẹ này em cũng khoái ăn lắm nè. Hẹ có loại cộng nhỏ, ăn ngon hơn hẹ này. Này nó hơi nó thơm hơn. Nhỏ bằng sống cũng ngon. Ủa chú Hai cũng biết nữa hả? Chú Hai ăn hoài mà. Đậu rau ngon.
Cái đó chừa lại. Chừa lại để lần sau con. Trời ơi nó thơm. Để chấm máu vô không thơm gì nữa. Còn có nhiều người mà muốn mà ăn ít heo hơn nữa thì họ sẽ khô lại. Khó khô lại thì mình ăn với lại nước cơm cũng ngon nữa. Nó còn quéo ăn với nước cơm ngon chứ ha. Dạ. Hôm nay có canh nữa. Rồi dân miền Tây mình hay gọi là kho quéo lại. Ừ. Nhưng mà già xưa chuyên gia là bữa con kho quéo quá nghe. Biết chị không, ăn với lại chú chín á, chú xem chín á. Luôn á. Chú hai sẽ để tiêu vô. Vô. Mình cho mấy trái ớt nữa đem. Rồi vậy là cái chảo mà tép kho gì mình bán nhiêu đây? 20 ngàn. 20 ngàn là rẻ quá chừng. Lỗ. Lỗ quá, chú Đông là lỗ. Rồi, lại hên vô chị. Thơm chưa? Thơm rồi. Rồi cái này cho ít nước mắm cho nó thấm dồn hết coi. Rồi, cái nước hết rồi. Giờ mình phải chắc một cách cẩn thận nè, để lấy cái nước trong, còn phần nước đục ở dưới thì mình bỏ. Bây giờ cũng nhiều nước quá. Ừ. Thôi được rồi, vừa ăn. Nữa chú hai, chan cho ngon, tại vì hẹ nhiều. Còn phần nước hến bến nữa, ví dụ như chút nữa có thiếu thì mình sẽ lấy cái giá mình múc mình ăn luôn. Bình thường. Tại nãy mình có nãy muối rồi. Dạ. Như thường thường như con nấu hết là con không có cái gì rau gì á, cái con để cho nó trong, cái con chắc ra, con để một ngọt con đường vô, con làm canh con ăn cũng ngon như thường, ngọt ngay. À dạ, hết nó ngọt rồi, để ít đường mình đem một ít gia vị vô đây. Rồi sôi lên để hẹ vô là xong. Húp chén canh này chắc mát dạ dữ hả chú hai. Quên đi cái sự cực khổ hồi nãy mà mình lặn hết. Này mình làm mắm trong hả ta? Mắm trong cái dầm ớt vô. Chén là gì? Cái hẹ này thì chú hai cũng cho nó héo héo này. Héo rồi nè hả? Để cho nó còn cái sự giòn. Chín quá nó dai. Hẹ này thường thường em kêu vợ em á, hẹ với giá với mua 2-3 miếng nhân đậu xào. Tự nhiên bữa nay chú hai làm hai món này con thèm thiệt. Rồi. Rồi tắt bếp rồi ha. Tắt bếp. Dạ. Cho một miếng tiêu vô nồi canh nữa là được xong. Chú cháu cũng có lặn mớ hến dư mớ tép kho hến này nấu canh, cũng mời cả nhà ăn chung ha. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Con kêu mẹ lộ con ăn nha. Rồi vô đi con. Nó ngọt. Ngọt canh chua rồi. Chúng ngồi không à? Cái này mà con nấu với rau cả trời mình á,
Nước hến này còn nấu với rau cải trời cũng ngon. Dạ, nhưng mà phải là rau cải trời mà thiên nhiên tự mọc á. Ừ, ừ. Nó mới không ra cái màu xanh nhiều. Ừ. Chứ mà rau cải trời mà ngoài chợ nấu hồi cái xanh cái nước nhìn nó không ngon lành vậy. Đúng rồi, nó có phần. Dạ. Nghe bìm bịp kêu rồi đó. Chuẩn bị là nước lớn. Lớn lớn hả? Mà xong bự mới lớn rồi đó. Này là cá dảnh hồi sáng mình bán còn dư nữa. Vậy là Quyền nó băm ra nó chiên. Đấu đối ăn cơm ngon. Dài quá nha. Ừ. Không ăn như cua vậy đó, muốn ăn hết này bự dứ. Đó, đó. Nó chiên. Ừ. Nóng mà ăn được. Chan hay quá. Chơi gì nó gọn. Mình khỏi gấp. Hết này ăn cái gì ăn được, rau chay đâm dập dập để nấu ăn cũng ngon. Ừ, ngọt, rau chay cũng ngọt. Ừ. Nhưng mà chú Năm với chú Hai biết là còn làm gì ngon nữa không? Ừ. Cua mình đâm ra, cái mình để vô cái nước hến này. Ừ. Hết ngon luôn đó, hết ngon luôn. Ngon. Wow. Chú Hai này đói bụng, ăn tốc độ luôn. Đó, nhà chú Hai có cái chén, lội người, chén bự bự nè. Là lên cứ phát cho thằng cái rồi. Rồi ăn thôi. Là ăn mạnh gì hai chén à. Cái này hết nè. Hết biết rồi. Thằng mắm ớt trong vô ha. Miếng này nữa chứ. Cho đủ bộ. Thôi nhá. Món ngon phải mất chứ. Thôi ý anh cha. Nói trên tôi có hến chứ trên anh xui chắc không có. Không có. Ừ. Hến này cầm vô không. Thiệt tình là ngon thiệt không. Mình chịu khó mình làm chút cho mình ăn nó ngon. Hết bác. Bữa nay là ngon thiệt hay ngon chơi lên đây? Thiệt. Ha ha.